Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Thì hôm nay em có dịp đi tản bộ một vòng ở đường Hồ Áo Hớn, rồi bây giờ mình đến Trần Đình Xu để chia sẻ một số hình ảnh cảnh bà con mình ăn Tết ngày 30 Tết như thế nào ha. Thì hôm nay thì mọi người đều đa số các cửa hàng cửa hiệu đều đã đóng cửa, trong đó có cửa hàng Mika Alu. Ở đây là 440 Võ Văn Kiệt, cửa hàng Lâm Tổng chuyên bán những cái alu Mika, những cái tấm mà làm cái bản hiệu. Đây một số hình ảnh ở kỷ niệm gửi đến cô Thủy nè. Cô Thủy là một cô rất là nhiệt tình và nhiều tình cảm. Sẵn đi ngang đây thì không thể bỏ quên cô được, nên con sẽ quay gửi đến cô và bà con mình cùng xem ha. Đây là cái chung cư ngày nay, ngày xưa là cái chợ nhỏ Cầu Kho. Hôm nay thì quán của cô cũ nghỉ. Hôm nay có bán hả? Hôm nay chuẩn bị bán cho ngày mai. Đây ngày mai là mùng 1 à, mùng 1 Tết rồi nên đó không phải của chị cũ. Chị cũ là nghỉ Tết tới mùng 6 mới khai trương nữa. Vậy là người khác bán. Cái quán bên đường bán chứ không phải là quán của cũ. Cũ nghỉ tới mùng 6 lần. Mùng 6 mới khai trương lại. Quán của cũ rất là ngon và rất là lâu đời ở đây. Đây là cái khách sạn mà cô Thủy hay về ở nè. Vẫn chia sẻ với bà con là cô chú anh chị là cái khách sạn này cũng tương đối là thoáng sạch. Rinta Hotel. Cảnh chiều tà ở Sài Gòn ngày 30 Tết tương đối là vắng vẻ. Đi ngang qua hẻm nước đá. Thank you. Thì anh nói là coi chừng bị trộm giật đồ. Đây là hẻm nước đá. Đây, hẻm ngày xưa mình đi ngang cái nhà thờ Cầu Kho nè anh chị. Nhà ngày xưa là nhà thờ Phát Diệm. Bây giờ gửi đến anh chị số hình ảnh về nhà thờ hay hớt tóc ở ngoài vỉa hè này. Giống như Sài Gòn những thập niên 70-80. Nhà thờ nhìn từ xa. Len lén nhìn từ bên ngoài. Còn giống như cô chú anh chị ở nước ngoài nhìn tới. Nhìn qua khung cửa. Tự nhớ đến quê nhà.
Rồi chúng ta đi tiếp thôi. Đây có cái dãy nhà xưa xưa nè. Có thể ngày xưa nó là cái công trình gì đó, nhưng mà bây giờ là cái dãy, là cái chung cư thì phải. Nhìn rất là xưa. Đây là cái hẻm buổi sáng bán rất là nhiều đồ ăn. Đây là những cây mía, cây mía để bỏ mối cho những cái người bán nước mía. Thì ở đây là bán mía cây, họ lọc ra sẵn rồi bỏ mối. Mày sẵn đi ngang đây mình gửi đến hẻm anh Sang, nhà anh Sang. Hẻm mình cũng này cũng có bạc ti ở nhà. Rồi mình nhìn qua đối diện là hẻm 35. Hẻm nhà anh Hoàng và có chú Dư bán phở, bạn của chú Triều. Ồ, tính ra quá trời người quen luôn nha, cũng rất là nhiều anh chị ở cô chú anh chị ở cái hẻm cầu kho này. Không biết mọi người có liên quan gì nhau không á, biết đâu mọi người là bạn mà không biết. Bây giờ tình cảm quan trọng, cái tình nó quý hơn là tiền. Khi mà tiền đạt đến cái độ nào đó rồi thì không còn ý nghĩa nữa, còn tình cảm ở lại thôi. Nên những hình ảnh này là những cái tình, là cái tình để gửi đến cô chú anh chị ở phương xa và những bạn ở tỉnh thành khác khi đến Sài Gòn thì có thể cảm nhận được cái nhịp sống ở Sài Gòn, cái đường xá ở đây, để mình không có bỡ ngỡ khi đến ha. Đây là hẻm 55, hẻm 55 buổi chiều, có cái two house thì hôm bữa con có để lại thông tin trong phần mô tả đó, trong khách sạn hẻm 55, gợi nhớ hẻm 55, cô chú anh chị có thể xem lại và tham khảo. Khi mà trong những video em làm á, là những cái tiêu đề là những cái địa chỉ thì anh chị cứ lên tìm kiếm, hoặc là gõ Vinh Lâm TV, hoặc là gõ những cái địa chỉ của anh chị thì nó sẽ ra. Nội dung thì hình ảnh thì rất là dễ thấy, cái thumbnail là những cái hình mà đại diện em có để chữ trong đó, nhìn thấy rất là dễ hiểu. Nghe Trinh ơi, chưa anh, giờ chắc cả 10 phút nữa mới chạy ra đó được. Rồi. Chúng ta đi một đoạn nữa rồi kết thúc cái chương trình ở đây. Sài Gòn người ta chạy xe rất là nhanh. Đó, mình xa bên kia là trường tiểu học Trần Hưng Đạo. Cô chú anh chị đã chia sẻ thì ngày xưa đó là trường cầu kho.
Thọ. Rồi đi cuối đường Hồ Áo Trần Đình Xu này thì chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Trãi. Đó Nguyễn Trãi ngay rạp Quốc Thanh luôn. Rạp Quốc Thanh. Rồi bây giờ chúng ta đi qua đường Trần Hưng Đạo ha, về hướng quận 1. Sẵn đi về nhà rồi thì em sẽ dẫn mọi người đi thêm một đoạn nữa. Bữa nay thì ở đây thì người ta bán bao lì xì. Vất vả nhất là những người đi đẩy rác này nè, không có ngày nghỉ ha, mà làm việc lại nhiều nữa. Làm rất là vất vả. Nhưng mà vẫn không có kịp để mọi người đổ rác luôn á. Ngày tối nay là một đêm mà sẽ vất vả lắm đây. Ngày sau giao thừa thì mọi người đốt pháo bông á. Rác tràn ngập, rác tràn ngập hết, nên tối nay sẽ là một đêm mà vô cùng vất vả, nên mọi người hãy hiểu cho mấy anh đó và đừng có chê là đường xá rác, mà chúng ta hãy có ý thức mà hãy bỏ rác vào sọt rác và đừng có xả rác bừa bãi để họ đỡ vất vả hơn. Rồi em xin tạm dừng cái video tại đây, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc tấn bình an.